Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cây hoa giấy đỏ ớt. Màu này thì chắc là mọi người cũng ít ít được nhìn thấy. Đây là màu đỏ ớt. Cây này là một cây rất là to nhé các bạn nhé. Cây này thì hiện thời vanh gốc của nó là 110 năm, gốc rất là xù xì. Chút nữa mình sẽ quay vào cho các bạn xem. Bóng tàn ở ngang này cũng rất là to. Bóng tàn ngang là 2,5 m và tàn dọc này là mình đang để bay 4 m nha các bạn nhé. Gốc cây này thì cực kỳ to. Cây này trồng ở trên chậu 1,2 m và hiện thời đang kín hết cả giàn rồi, hoa đang rất là rực rỡ. Sẽ rất là phù hợp cho các anh chị em nào thích màu hồng và màu đỏ. Màu đỏ ớt này thì cái màu của nó hơi hơi đỏ đậm, nó giống như cái màu đỏ ớt của lan hồ điệp ấy, nhìn rất là sang. Đây là dành cho những anh chị em thích gu một màu nha các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với Trung Kiên. Số điện thoại thì mình đăng ở trên bài đăng hoặc là ở trên hồ sơ nhé. Anh quay vào cái gốc này cho em này. Gốc cực kỳ to. U cục, lục lạc nhé các bạn nhé. Cái này là không sâu mục gì đâu. Vanh là 110 năm. Đây là mặt hoa đỏ ớt này. Đỏ ớt nguyên bản nha các bạn nhé. Không có ghép ghép gì cả. Cây này là gốc nhập trực tiếp từ bên Thái. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Trung Kiên.